Chúng con xin thành kính lạy Ngài. Kính bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới, nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Kính bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới, nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Kính bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới, nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính lâm lại Đức Pha của Bà Đa. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng được chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính lầm lệ Đức Pha Cô Ba Đo. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng được chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính lầm lệ Đức Pha Cô Ba Đo. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng được chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Pagavado. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng được chứng quả chánh thiên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Pagavado. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng được chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Pagavado. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng được chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành
kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Phép quy tam bảo tròn đủ chế có bấy nhiêu. Dạ xin vâng. Con xin vâng giữ đạo Phật là quy tâm xa sâu sắc sanh. Con xin vâng giữ điều hầu là quy tâm xa sự sắc sanh. Con xin vâng giữ đạo Phật là quy tâm xa sâu tròn. Con xin vâng giữ điều hầu là quy tâm xa sự trọn đắc. Con xin vâng giữ đạo Phật là quy tâm xa sự tài dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tâm xa sự tài dâm. Con xin vâng giữ đạo Phật là quy tâm xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quy tâm xa sự nói dối. Con xin vâng giữ đạo Phật là quy tâm xa sự dễ dụng đổ và các chất sai. Con xin vâng giữ điều học là quy tâm xa sự dễ vui uống rượu và các chất sai. Con xin vâng giữ đạo Phật là quy tâm xa sự ăn sai giờ. Con xin vâng giữ điều học là quy tâm xa sự ăn sai giờ. Con xin vâng giữ đạo Phật là quy tâm xa sự mơ ác tối càng đần xem ác nghe đần kiện. Trang điểm tòa vật thơm dồi phân và đeo tràng va. Con xin vâng giữ điều học là quy tâm xa sự mua hát hỏi tìm đường xem mua hát nghe đường kèm trang điểm hoa vật thơm dồi phân và đeo tràng quang. Con giữ đạo Phật là quy tâm xa chỗ nằm ngồi nơi ba cao và xinh đẹp. Con xin vâng giữ điều học là quy tâm xa chỗ nằm ngồi nơi ba cao và xinh đẹp. Chúng con xin thọ trì tam quy. Chúng con xin thọ trì bát quan trai giới trọn đủ tam điều của Đức Phật đã giao truyền. Hầu để vân giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay. Mong cầu gieo được giống hành để thấy rõ niết bàn trong ngày đi nay. Chư thượng tinh hành thở trì bát quan trai giới cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay không nên dễ dùng. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dư giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ dư giới. Các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dư giới. Bởi các em nên chữ thiện tin của đấng thọ trì và chỉ được trong sạch không nên để lầm nhờ. Sa thu sa thu sa thu lầm thay. Làm thiên vẫn nắm lùi thẩn khoan. Phật nhận lời nhân chẳng gì ơi. Quyết lòng mở đạo dài đời. Nhắm vượng lọc giá ngày dời chân san. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy tính giữ pháp từ đó là nhóm nhiều trần như được nếm
hương vị hữu dư địa bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp bốn mươi lăm hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Đã tâm giới thừa ân khổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh mọi khắp chốn đi, tối mê cầu đặng chi tri vẹn hồn. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Himaya Dhammanu Dhamma Padipatiya Phật thân Bồ Đề Mi, Himaya Dhamma Nu Dhamma Padipatiya Dhammang Bồ Đề Mi, Himaya Dhamma Nu Dhamma Padipatiya Sangkhang Bồ Đề Mi. Con đã mất lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ưng cung cao thượng, được chân quả chân biên tri do ngài tự ngộ không thầy chế dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường nguyên tam bảo và rời quý vị chư đại đức tăng thiện nam tín nữ được sự an vui, tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thu sa thu sa thu lòng thay. Thầy giáo lý hôm nay các câu hỏi trả lời và bổ túc thêm đức tin trong sách của chư thiện nam thánh nữ cũng như chư thánh giả đang theo dõi khóa tu tập đặc biệt trong một cách ly, mà là chúng ta thực hành lời dạy của đấng cứu thế dạy chúng ta xả ly và thoát ly nhân sơ đau khổ, nhân công đức tu niệm của đại chúng cũng như cá nhân riêng của sư sinh hồi hướng cầu nguyện cho tất cả chúng sinh trên thế giới được sự an vui. Đó là nói chung nói riêng với sáng nhận tin được mười Phật tử ở Việt Nam là cô đại gia Lương Thị Quý, Lương Ngọc Quý đang bệnh trầm trọng bên Nam Y, với tiếng cô chân niệm cô sinh đại thành thật chúc cho quý vị chung cũng như cái nhà cô Lương Ngọc Quý được sự an vui và tiếng nói bước tới sự giải thoát. Để bỏ túc chương trình hôm nay, xin trả lời câu hỏi thứ một trước. Con xin đảnh lễ ngài và các chư tăng ni,
con xin được trình pháp, xin Ngài chỉ dạy thêm cho con. Lúc con ngồi thiền được một lúc khoảng 10 phút, con cảm thấy trên đỉnh đầu như kiến bò nhẹ. Trong lúc đó, con chỉ quan sát ghi nhận tâm con vẫn đang trụ ở vùng bụng, theo dõi hơi thở và chánh niệm phòng xẹp. Con nghe được nhịp tim đập nhẹ và đều. Con cảm nhận thông suốt từ bụng lên đến đầu con nhẹ nhàng và an tĩnh. Con không chạy theo, chỉ theo dõi và tiếp tục niệm phòng xẹp. Con xin Ngài chỉ dạy cho con để con tiếp tục tu tập có kết quả tốt. Xin tri ân Ngài và quý tăng ni cùng ban tổ chức đã tạo điều kiện cho chúng con tu tập. Kính chúc Ngài luôn được an lành trong chánh pháp. Ngày qua được tu học, con rất an lạc, nhẹ nhàng, tâm không vương mắc. Kính đệ tử Dương Hậu Thu. Nay có một hành giả nói về sự kinh nghiệm trong lúc ngồi chánh niệm chánh định 10 phút, cảm thấy là cảm giác giống nhau, cảm thấy trên đỉnh đầu kiến bò nhẹ. Trong lúc đó con chỉ quan sát ghi nhận tâm con vẫn đang trụ ở quần bụng, theo dõi hơi thở ngoài chánh niệm phòng xẹp. Như vậy đang theo dõi phòng xẹp, phòng xẹp đây gọi là thân hành gió. Và nói được phòng, nói được xẹp, đây là tiếng nói của chánh niệm. Tại sao nói được như vậy? Vì đã chú tâm, tâm chú nơi bụng. Khi mà chăm tú chú nơi bụng thì chánh niệm tới sở hữu của tâm. Vậy khi tới đó, vận hành của sắc pháp gió bắt đầu chuyển động thân hành 24 tiếng bằng 24 tiếng không ngừng nghỉ. Khâu hành nhà tâm chú nơi đó bắt đầu sự hai biến của cái tâm. Khi mà tâm nó làm sao chánh niệm tìm liền, chánh niệm đây là ghi nhận sự thật, đây là tên của chánh niệm, tiếng của chánh niệm. Vì tâm đang theo dõi thì nói thay khẩu hành lên tiếng phòng à ta ta, đây gọi là khẩu hành. Khẩu hành được nhà tầm đã chú tâm nơi đó vậy. Bây giờ nó tứ chánh niệm tới liền kịp tâm theo dõi hai biết theo phòng, thay chánh niệm nói đó phòng à ta, đây không phải là bà ngã, không phải là trường hợp, là một tiếng của chánh niệm hoàn toàn. Chánh niệm ý nói là sự ghi nhận trong lúc bây giờ đó gọi là chánh niệm. Với sự hai biết của tâm và tiếp tục khiến cho khẩu hành ra, mà khẩu ra này không phải nói chuyện gì ngoài bây giờ, nó gọi là tiếng của chánh niệm. Hành giả theo dõi phòng, theo dõi xem được 10 phút, tự nhiên nghe một niệm là đập nhẹ trên đầu, cảm giác trong suốt thiền như thế nào, cảm nhận nè, trong vùng đó cảm giác có một cái gì này, nó cảm giác nó bò bò đi ở vùng ở trên
này như vậy, cái gì cảm giác như vậy này này, thay cái này thọ tưởng khiến cho tâm hoạt động ở rõ ràng, tâm ở nơi bụng và chánh niệm, tiếng của chánh niệm nhắc theo phần à sẽ ba phần ở trong thân đâu có đơn giản. Ban đầu Đức Phật nói con người chỉ thân tâm thôi, bây giờ con ngồi tâm hay biết thân phần thân xe, bây giờ có cái trên đầu nhột nhột ngứa ngứa, đây là một cái quận khác thọ quận. Vì vậy cái nó là sắc thọ liền, trong sắc thọ liền, đây là một quận riêng, một quận không phải ở trong hành quận, nó là một cái thọ quận. Như vậy cái cảm giác như vậy đó, cảm giác về mấy tâm hay biết, cho nó làm sao biết thọ mà tưởng trên đầu, đây là bụng tưởng, nhưng chỗ này nó có bụng nó đó ngứa ngứa. Hành giả tiếp tục chánh niệm cho đối tượng đầu tiên, vẫn phần vẫn thể chuyện của nó đầy, vẫn theo dõi mà. Nên là giải quyết bên này, chánh niệm giải quyết bên này. Bây giờ cái này, cái chuyện đó là một đối tượng nhẹ nhàng, có cái này này hắn thương hồi nãy tới giờ đâu có, bây giờ nó xảy ra, nó xảy ra chuyện của nó thôi. Bây giờ cái chuyện của mình nhiệm vụ phải nói bây giờ không bỏ cái này này, giải quyết được đơn tưởng vì cái đó rồi, nó khiến nó cũng tan biến hết, không có tưởng tới nữa, bắt đầu đây là được, giải quyết một cái đường và tiếp tục không còn cái gì. Này là câu trả dài gì. Và nếu trường hợp nó mạnh mạnh khiến cho tâm hoạt động, rồi bây giờ tâm ai nó bỗng ngứa ngứa hay biết tiếng của chánh niệm, làm sao ngứa hả? Ngứa chánh niệm, tiếng của chánh niệm, đây là tiếng của chánh niệm, không phải của ai à, mà tiếng như ở đâu? Đức Phật khám và ở trong hành phận. Đây là một con đường mà Đức Phật khám phá, đây là đường, đây con đường thoát ly hay là xả ly trên con đường giải thoát. Đó là câu thứ nhất tóm tắt như vậy. Mong quý vị lành hồi vì muốn niệm nó, nếu mà không có chi phối rồi có vì tâm rất là tỉnh tháo, nó cảm giác một cái đó, cảm giác một cái ngỡ là cái thọ dễ treo cái nhận ra, nó không đến đổi là đối tượng thứ nhì, đó là vẫn đối tượng giải quyết vấn đề này. Đây gọi là giả hết lòng với thân quán niệm xứ. Câu thứ hai, kính bạch ngài, con đã cố gắng thực hành thiền tha thứ, nhưng lúc thực hành lại cảm thấy như mình trở về quá khứ của những việc làm đã qua và không ở ngay trong hiện tại. Lòng con vẫn còn buồn chút ít vì những sự hiểu lầm với người ấy vẫn còn đó. Có lẽ vì nghiệp quá khứ, con không giận người ấy nữa, nhưng vẫn còn chưa thấy gì, chưa thấy buông bỏ được 100%. Giải thích, con xin hỏi ngài, con nên cứ tiếp tục hành thiền tha thứ hay là rải tâm từ đến khi nào mọi sự giải hòa phải không ngài? Con xin đi ơn ngài. Câu hỏi thiền tha thứ là một cái thiền tâm từ, rải tâm từ dòng đường thiền này bất cứ ai niệm được hết, không lạc thiền này. Niệm Phật, niệm tâm từ, thương mình, thương người khác, rồi niệm được
Bây giờ trả lại câu hỏi, con đã niệm rồi, nhưng điều kiện vì điều kiện quá khứ nè, điều kiện tương lai quá khứ vẫn còn buồn chút vì những sự hiểu lầm với người ấy vẫn còn đó. Có lẽ vì nghiệp quá khứ rồi, đúng, vì nghiệp quá khứ, không còn giận người ấy nữa, nhưng vẫn còn chưa thấy buông bỏ được 100%. Như vậy hiền chánh niệm đi, tiếng nói của chánh niệm mới thiền. Đây đó là thiền của Như Lai, thiền của Đức Phật, chánh niệm của Đức Phật. Tâm từ nó có hồi nào tới giờ trong cuộc đời của nhân loại tình thương, nó phát sinh nhiều cái tình thương, vì tình thương muốn, tình thương tập, đang tập tình thương, một tình thương của người mẹ thương con, một tình thương của chúng sinh. Chưa có còn bất cứ chúng sinh nào à, sư thiên bộ mới chiếu cho từ xuất Phật, từ con quà, con vịt, quà, con trâu, con bò luôn. Khi chưa có con là cảm thấy, vừa có con rồi thấy tình thương của người mẹ thương con, người cũng như xuất sanh. Đây, tình thương này khác nha. Bây giờ để rải tâm từ, có một người làm cho mình không vừa ý, mình không ở trong tam giới này, thậm chí Đức Bổn Sư đã gặp trường hợp như vậy trong một cuộc đời của ngài, rồi làm sao tha thứ, tha buông bỏ xa ly. Từ khi ngài nguyện thành một vị Bồ Tát, cái chuyện xảy ra trong thế gian ai biết được, coi là vô thường. Tự nhiên câu chuyện của Đề Bà Đa Ta với Bồ Tát Sĩ Đạt Ta trước khi tên Phật, một người câu chuyện buôn bán đồ cổ. Đề Bà Đa Ta cũng buôn bán đồ cổ, mua bán, và Đức Bồ Tát cũng buôn bán. Câu chuyện xảy ra giữa cuộc đời có dây cái nhà từ Bắc Đạo đi mua bán, Đề Bà Đa đi trước, tự nhiên gặp một gia đình có một đứa bé, bà ngoại hay bà nội không nhớ nói, giữ đứa bé, cha mẹ nó đi làm việc, người bán đồ cổ nào đồ vòng vân vân, như thế là bàn cao bán. Đứa bé thấy nó khóc đòi muốn đứt chiếc vòng đeo trên tay. Bà ngoại làm sao, bà nội làm sao? Trong lúc đó cha mẹ đã đi khỏi rồi, đâu có tiền bạc gì, mình nhiệm vụ chỉ coi nó giờ đòi. Nó đòi tội nghiệp cháu, thương con như thế nào. Thương con một táo, thương cháu một giả đó, thương con chỉ 50%, mà cháu ta lại không biết nó thương tới 100%, chắc có gì coi cháu mới biết đâu, cháu ngoài cho nó lạ lùng. Như vậy cái lục, tự nhiên có một cái mâm, ôi ông thưa ông đổi cái này cho cháu tôi đi. Thì bạn đã thấy, ôi cái mâm là bằng vàng, nó giá trị quá đi, mình không thể đổi được. Nên bà đâu có biết. Ôi ông bắt đầu tâm không tốt. Một ngày đó, ôi bà ơi, cái mâm này không đáng giá gì với chiếc vòng của tôi, tôi không đổi được. Ông này để đánh giá cái đó rất là thấp, sao ông sẽ đổi với giá rẻ. Rồi ông đi, rồi mâm lần đi rồi đó, mà hồi mới trả lại để mà mua đổi chờ
Đức Bồ Tát xưa kia của mình, Đức Phật đi tới, cũng người mua bán đồ cổ tới đó. Bài học cho nhau, đứa nhỏ cũng đòi, bà cậu cũng bài học cũ. Tôi không hiểu coi ông có cái gì cho nó một cái thôi, hết khóc cháu thôi. Đức Bồ Tát người trưởng, ôi cái này một giáp trị bà ơi, nó đơn giản là một cái mâm vàng vậy đó, tại sao nó không ra vàng? Câu chuyện xảy ra trong thế giới giặc giả đã chôn cất nó lâu, thành ra bụi bặm nha, nó tem không thấy được, nó là vàng mà tôi không có đủ khả năng mà đổi đâu. Ôi bà cụ thương cháu quá, ông ơi thôi kệ lấy đại đi, cha mẹ nó mất con biết làm sao mất không đấy, khóc đây chết làm sao, còn tôi lại là tôi chết đó, khóc nó nhằn nó muốn cái đó, ông lấy đi lấy. À, thôi bà ông đó thôi, có bao nhiêu còn ông đưa hết bà đi. À, ôi hồi nãy có một người đi nói cái này không giá trị, tại sao nói vậy, cái này tốt lắm mà ơi, ông lấy đi cho tôi đừng có khóc nữa được, cha mẹ đi đi rồi không biết đấy. Rồi Đức Bồ Tát lấy hỏi có người tay đầy biết rồi sẽ lợi nha, một người có trí tuệ một cười thật tốt như vậy đi, biết là câu chuyện xảy ra không biết làm sao. Bài học để bà đạt ra, thôi bà ơi lại là thôi để tôi đổi cho bây giờ. Ôi ôi tôi mới vừa đổi rồi, có một người tới đợi rồi, ông nói không có giá trị ông đi, thành một người khác nói không giá trị đi mất rồi, đi vào đầu. Ôi tôi mất một mối lời chứ, đi đâu mà nó đi đường đó đâu, nhưng mà theo đèn để mà giúp trở lại là mang lời mà bằng cách gì để gặp nói chuyện. Đức Bồ Tát biết câu chuyện xảy ra, tới một bờ sông, qua sông, biết câu chuyện xảy ra, qua sông, giữa sông, tìm rỡ thì quyền, ông ơi, chờ đợi, nó lại nói chuyện như biết rồi, nói chuyện, buồn bã, Đức Bồ Tát thấu ta, không trở lại, ta sẽ cùng trái những hận, vậy đó, này, bấy nhiêu đó thôi, thầy ta không còn con trái những hận thôi, Đức Bồ Tát, bấy nhiêu đó, biết nào cái nghiệp ta còn con trai, biết bao nhiêu trong cuộc đời sinh tử luân hồi cứ gặp chướng ngại đi, như Đức Phật luôn xả ly biết bao nhiêu kiếp sinh tử luân hồi, thì đến kiếp chót à, nó rất là gần anh của Gia Du Đề La nè, là bạn đời của mình, nó lại Đề Bạt Đa là anh làm sao. Nhưng câu chuyện ngài sống trong hình thái thế, câu chuyện từ khi và nhìn đông đàn không nếu bạn đa ở trong cũng vòng không xa, ở trong dòng Thích Ca ngài đã buộc đặt thành công cũng đi tu, đi tu rồi thực hành thiền đạt, có lẽ là thiền tâm tự nó biết được ha, không biết thiền gì, nó thiền định rồi đạt thiền. Khi là thiền á thì thôi thiền vậy, thiền tâm thiền không biết được tới thiền này bài được cái thành tâm bài được biến hóa được Đức Phật cái thằng đạo ấy đi qua đạo thành đạt thiền. Ngươi đi tuyên bố đi để dân chúng ở vườn xa thành biết đi bà đặc thiền. Ngài Nàng Đà tuyên bố, ôi đệ tử của Đức Phật một vị hành thiền đạt được thiền rồi, Phật tử ngài như vậy trong sạch biết tài cái đức dừng cũng bắt đầu dừng cũng phát sinh ngã mạng. Ngài ngã một ngày nọ, Đức Thế Tôn kém sức khỏe vậy, bạch ngài, ngài già yếu rồi, thế ngài do chư tăng cho con để con quan tâm. Đức Phật, vì bà đã ơi, nhà ngươi không đủ tài đức mà quan tâm rồi, có bao nhiêu đó thôi, việc có bao nhiêu thôi,
Thì bạn đã tìm thích con quan trai, thờ quan trai rồi. Cái đó là cha rẻ tăng không vừa ý là đối chuyện hết. Rồi tìm thích chiếc Đức Phật này, nào là chia rẽ tăng xong xuôi rồi, xin năm điều được kia, rồi đặt và Đức Thế Tôn, ai mà tu ở gốc cây Bà Thế Tôn phải cho ở gốc cây luôn, dạ nè, đừng có ăn xá mà chế định như vậy đấy. Rồi đi trì bệnh ngân thực, phải đi trên bệnh quốc lục lục cả cuộc đời như vậy đó. Người y là mặc y bệnh thiếu cả cuộc đời, nên là mà xuất gia suy ao luôn cả cuộc đời, và phải dùng thông dụng bắt đầu thông dụng tạm tình dục. Y nói là thông dụng thật cả như vậy đó, đã trong kinh giải thích. Nếu ba từ số một Đức Phật không được thì bậc ta vì nào xuất gia rồi muốn ở gốc cây tốt, và nếu có Phật tử ta dân chùa dân cốc dân liêu thầy vì đây nhận ở được này rồi dạy và viết cho như vậy. Rồi nếu mà đi trì bình tốt, sống như đi trì bình, và nếu Phật tử ta cúng dường thầy thọ dung được, Đức Phật cứ tốt bên này tốt bên kia, hai bên đều tốt hơn. Tự y xuất gia rồi phải đi lộn y mặc y bị tại dân cũng y được, cứ như vậy được hết nhà cửa thuốc men vậy đó. Vì thì khổ tu, nếu cảm giác mình yếu không đủ điều kiện, vì đó có thể xả y được này. Rồi thì bạn đã được Đức Phật như vậy đó. Này bắt đầu này, chia tặng. Vì nào có tâm nhẹ theo địa bàn chia tặng, không vừa ý còn thành thông. Vua giả tế sinh ra mai mấy tuổi ông còn thần thông biến hóa bay được. Bây giờ muốn giết Đức Phật làm sao? Này vua giả tế còn nhỏ phải đầu đầu con này thôi vùng này làm đệ tử thì ông này có thể một bàn tay giúp ta với Đức Phật rồi. Thế ông còn thần thông tự nhiên đi ra xe còn thế biến làm con răng vấn cổ hai giờ thế ông sẽ tới giết mình sợ la lên giá thiền đường giá đó là một vị tu sĩ được vào đây này ta đó ai ta cho gì vậy đó ta làm con răng được ta vậy đó. Ồ vị này có quyền lực sợ tuân theo như bậc đa la thầy. Rồi từ đó mới đầu đọc đi như là vua sẽ thế nhà ngươi còn nhỏ tại sao không xin vua làm phụ quân làm vua đây đổi chuyện đầu đọc còn nhỏ rồi này để nghe vậy mới mới gì mới xin này nè nói là xin làm chúa chưa đâu nha đó ngài đó lấy lại muốn đi chạy giết ông thôi đó. Nó cũng vậy bắt đầu còn nhỏ thôi trong triều đình đang hỏi cầm cứ đi vô triều đình vua quan bắt đi đâu mà cầm gương như vậy giết không gương tại sao nói cho ta làm vua nhưng mà ông sẽ lấy lại thôi nhớ nè rồi mới nè triều đình báo cáo Đức Chúa vô bệnh sau vương nhá. Nó hỏi ô có chuyện này sao đấy cho con làm vua nhưng ngày nào ngày cũng lấy lợi vì không ô vậy đó thì ta tao cũng cho làm vua nha nè muốn thôi làm vua liền mai tao còn nhỏ thì lớn rồi thì vua sẽ thế cho làm vua đúng rồi nhưng bữa nay ông cũng lấy lợi được cái gì cần đầu độc diệt mặt trà nhổ ngày rồi chuyện còn quan trai trong đời Đức Phật cuối cùng
Ôi nó dài cậu con trai dâm dứt con cọp trong một câu chuyện như vậy, cuối cùng nó sao giết cho được như thế, nhốt ở trong một cây tàu qua bờ cây nệm, nếu có gì đi Ấn Độ lên núi kỳ sào vật lên thú sơn ở phía bên trái có một cái thành mà thành cổ xưa đó, thành của quốc vua Bình Sa Vương. Sau này ông thành làm vua rồi đó, ông giết cha ông mới dời cái thành đó qua Vương Sa Thành. Hồi trước là thành cổ đó ở trong núi như vậy nè, rồi gì đến nãy ôi ông hành hạ đủ hết rồi, không cho ai vô thăm, mà cấm không cho ai, chỉ cái bà Vị Đề Hy thôi vô thăm. Thì bà không cho, bà mới đem vật thực, không cho đem gì, mới lăn trong con người, giấu trong tóc, đem cầm là người cấm nữa không cho gì. Rồi cuối cùng ngài vẫn có còn sống, tái ngài đắc quả Tu Đà Hoàn. Ngài rồi thấy Đức Phật ở núi, ở trên núi Linh Sơn, ngài ở trong ngục đi dưới, đi tới đi lui, đi tới nhìn thấy chỗ Đức Phật ngự hình bóng của Đức Phật, phát sinh phải lạc, phát sinh nuôi lạc nuôi, ngài không có chết. Rồi tìm thấy A-sa-tế, tại sao bảo tình ngài đi tới đi lui, rồi nhìn chỗ kia thấy Đức Phật, ngài không có chết, ngài vô, ngài không chết. Tới đưa thợ tới là để mà mỗi chân, thợ tới ở trong ngủ nào là râu ra ơi, con ta chắc thương ta này, ngài tình thức ca na giác ngộ hiểu được lợi cho thở lễ cảo. Có thở tới bắt mũi chân trét muốn rồi không đi được thăng hà. Bây giờ thăng hà vừa thế thế sinh một quảng năm báo tin, ôi ngài sinh một bắt đầu tình thương, thương con, vừa thương con thì con nó nổi ở trong tâm của mình nhớ tới vậy, thấy các cha mình thương thân chạy tới bà mẹ, thế mẹ vậy phụ vương có thương ta như thế nào, thế là thương ta nó con thương con muộn rồi vậy đó, con còn nhỏ đến nỗi đang triều đình đó rồi con khóc, con khóc nè đầu nè ngón tay đây bị bệnh đầu trung, muốn cho con thương con thì ông nuốt à, rồi bẻ cái mặt đầu trung ông nuốt luôn. Đây tình thương của cha, hỏi ơi đi thả cha tôi đi thật. Rồi tới đó báo tin đã thăng hà trở về, ngài đã thăng đau khổ tình thương, có con mới lãnh hội tình thương mình nhiều đó, mình nhiều mới đi tìm các tất cả luật sư, không có ai trả lời được, không có ai giải thích về vấn đề nghiệp báo, thì mới đi tìm Đức Phật. Do vị lương y đã chiêu cá đó, ôi chạy Đức Phật thầy của tôi thôi mà giải thích câu của ngài được, lên đó đó ôi lên. Thầy lên núi cây sụp vật ban đêm nó yên lặng rõ rồi đó, ồ bỏ nhận ngươi nói đây có Đức Phật đã tự đâu sao mà quán lặng, rồi mới bỏ đem ta đi giết hay sao? Không không, ngài đi tới coi tâm sợ gặp Đức Phật, nhìn yên lặng với cái tâm sống với tiếng nói của chánh niệm. Bạch hỏi Đức Phật quân đề nghiệp báo, Đức Phật trả lời rồi, ôi đúng như mình rồi, nói là ôi con bận triều đình, xin đinh đã Đức Tông, con xin quý ngài, con xin quý Phật rồi trở về. Vừa trở ra rồi Đức Phật mới dạy các vị tỳ kheo này, các vị nếu Đức Vua Sa Thế không giết cha thầy tại này, Đức Vua Sa Thế sẽ đạt được đạo quả Phụ Đà Hoàn, nhưng vì tội việc ta này, mà thay gì đi A Tỳ địa ngục á, vô giảng địa ngục đó cao hơn, như vậy còn đau khổ hay vì thế rồi không quan tái, không quan tái từ quan trái bắt đầu xả ly xích phát ly tới đến bây giờ.
có nghĩa của tôi là đây là tiếng nói của chánh niệm mà Đức Phật đã là một người gặp chư Phật trong quá khứ. Quý vị mới đây tổ chức sẽ thỉnh tới 28 vị chánh minh tri liên quan cái ngài nguyện thành Phật, được Đức Phật nhân đăng, thọ ký sẽ thành một vị Phật Thích Ca, mà ngài tu niệm gặp cho 28 vị chánh biên tri vì đây vì muốn thành chân đẳng chân giác. Chúng ta không dám nghĩ như vậy, sư không dám nghĩ làm sao giải thoát khỏi sự đau khổ ngay trong kiếp sống này, sự chết ngay trong kiếp sống này. Đức Phật dạy đây quả báo của sa môn, quả báo của sa môn rồi. Đây là để tóm tắt lại câu hỏi, đây là một thời tháp của quý vị lãnh hội rồi, buông bỏ, buông bỏ. Đây nói về vấn đề thiền định. Đây thiền định có đối tượng phải đề nén nhưng mà hợp thấy mới được này. Còn cái thiền quán giống như giải phẫu vậy đó, đau thật cắt này, cắt đau thật, chịu đựng cái đau xong, chịu đựng đau xong mà không chịu với đau thì chết người đời, không có thuốc trị, nó hư rồi, nó độc rồi, bao tử được bị ung thư. Tài chứng khoa học tiến bộ ngày hôm nay đã chứng minh cho lời dạy của một vị Phật, nó hư rồi, giải thích cắt bỏ đi, không cả bỏ nhà người chết lựa chọn như thế nào. Một là chết, này để nó chết bây giờ, nhà ngươi tin tưởng thầy 50%, tôi cố gắng cứu, có thể 50% không bảo đảm. Vì vậy phải ký tên là, mà không phải ông mình nói, phải hội nhiều bác sĩ đến cái bệnh này phải giải quyết như thế, phải giải phẫu đó thôi, không phải một mình bác sĩ, nhiều bác sĩ rồi quyết định giải phẫu, nhưng phải điều kiện, phải ký tên, vì chỉ 50% thôi. Cắt mổ con người thật cả đây, đây rồi chết không, nó rất là hiếm, trong 100 người chết lớn chắc là với 10%, nhiều lắm nhà như vậy thôi. Này thế người bệnh phải chịu thôi, mình muốn sống thì chịu, đau thật là đau, đã đau rồi bây giờ lấy một cái dao khác đâm vô đó, đó cắt một cái đau cũ, thầy hai đau khổ, khổ là như vậy. Dukkha dukkha ta, khổ khổ vì khổ thân, vì nó lây qua trong khổ tâm, khó chịu, chịu đựng cho đến cái chỗ vết thương bắt đầu nó bớt 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 bớt, từ đào đào cò cho đi tới ngứa ngứa, rồi cái triệu chứng ngứa ngứa đi tới lành mình. Quý vị hành giả gặp ngứa ngứa, ôi nó làm cái thọ nhẹ rồi, ngứa ngứa à đâu còn thân này vì rồi nệm. Đây là thiền quán, thiền quán người ta tin tưởng Đức Phật học thiền là cái chết, chưa lịch sử của Đức Phật chưa có người nào ngồi thiền nè mà một tiếng mà chết rồi. Nhưng nó cảm giác, cảm giác như cưa như cắt tôi, nếu mà tôi không giữ chân tôi không thể sống được, máu này cái thể nó không có chạy được này nè, rồi cái lại bị gì đối chuyện hết rồi, hả ta tắt cái tưởng tượng từ thôi, không hợp cái gì với tôi, với thiền này không hợp rồi, bỏ thiền nè. Thấy Đức Phật dạy ấy thì thân niệm thân rồi thọ, niệm thọ rồi niệm thọ, thọ vừa là cảm giác riêng của nó trong tâm sở hành vân, nó có tên là một thọ, xúc đụng rồi cảm giác đây, xúc thọ tưởng như tư bằng cảm thân luôn luôn có mặt ở trong tất cả các tâm, tâm 89 tâm 121 tâm tất cả có mặt, gọi là thọ, xúc thọ luôn luôn như vậy. Như vậy chúng ta ngồi chúng ta thấy nó, thấy nó, thấy Phật đang niệm mới là thọ quán niệm sư vậy. Như vậy có hai cái, nếu mà thiền định không mà thì giống như đá mà đè trên cỏ, gốc nó còn, mà lấy cỏ ra nó mọc lên như vậy. Đối tượng
tình thương phải có đối tượng. Nếu bây giờ nhìn thấy tình thương ở trong quá khứ vẫn vô dù mình buông bỏ vẫn chưa hết đây, đâu phải là A-la-hàm, đâu phải là hát. Vì vậy giải thích rất rõ, mới Đức Phật dạy Như Lai thiền thì chánh tinh tấn, chánh niệm, không có đặt thiền sát na thì. Vì vậy mới chỉ theo dõi phần thế giới tập, nếu phần sẽ không một đối tượng có thể đạt được thiền giống như bạn. Nhưng mấy vừa ngứa đó biết rằng ngứa nước, nhưng mà không chi phối nó thôi. Đó lại đây thầy hành giả có thể niệm tâm từ thiền tha thứ trước khi vào thiền quán, cũng như bác sĩ trước khi giải phẫu họ lao ăn côn thôi. Nhưng chỉ lao thôi cho vi trùng ở sơ sơ mấy phần trăm đó, ở già thực nhân phải giải phẫu vậy đó thôi. Giải phẫu là thiền mình sát. Đấy là câu thứ hai. Đấy. Câu thứ ba kinh là Nam Mô Bụt Thầy Giá, tao xin thành kinh đơn lễ ngài Kim Triều và chư tăng. Là thành thầy pháp luôn. Con tên là Phật tử tại Úc, đã từng trình pháp với ngài, xin ngài tâm từ văn hệ giải đáp thắc mắc cho con. Hôm nay lúc đi kinh hành con có bị hoảng sợ hai lần. Này bác nào, đi kinh hành hoảng sợ hai lần. Lần một, khi đi nhận thấy có một cái tâm chuyên chú quan sát các quan sát các tiến trình, và lúc đó có suy nghĩ khởi lên trong đầu, đây là các cái tâm, cái ngã bất biến đang quan sát đó, và tâm liền cảm thấy hoảng sợ. Đây tưởng thấy là này, vì nó trái với giáo lý đa học này, có pháp học giúp đỡ rồi đó. Rồi chạy tới khi mắt nhìn phía trước bắt lấy cảnh, thì tâm mới hiểu là cái ngã tưởng kia diệt rồi, bị thay thế bằng nhận thức và tâm quan sát. Mời đây tiên nói của chánh niệm tới rồi. Đây là tiên nói của chánh niệm. Quan sát thì quan sát là chánh niệm, đã có chánh niệm này. Lần hai kinh hành tới cuối đường thì tác ý muốn xoay, và cùng lúc đó thì thấy ngứa trên mặt và thấy có tâm bất toại nổi lên quỳ cài ngứa. Và rồi chợt nghĩ sao có nhiều tâm quá. Câu hỏi, các tâm sinh cùng lúc rồi chồng lên nhau tài quán các tâm sinh lên suy nghĩ đây gọi là về suy tư, cùng lúc rồi chồng lên nhau thì bắt đầu thầy hai tâm ngày giết rồi tâm kia mai sinh về suy tư. Bỗng nhận ra tâm chánh niệm của mình vừa diệt để mình lìa đề mục suy nghĩ cái khác, và tâm ấy tâm thấy sự diệt kia mà hoảng sợ thêm lần nữa niệm diệt diệt hóa ra tâm chánh niệm đã diệt như thế, hóa ra nó cũng là vô thường không phải của mình. Này, con thực pháp hành này đã lâu, nhưng đây là lần đầu có sự hoảng sợ này. Tuy ngắn nhưng ấn tượng rất mạnh, mong hòa thượng dạy thật giải đáp hiện tượng này giúp con. Chúc hòa thượng và chư tăng thân tâm an lạc. Sa thu sa thu sa thu. Rồi cầu con thực tập pháp hành này đã lâu, nhưng đây là lần đầu có sự hoảng sợ này. Tuy ngắn nhưng ấn tượng rất mạnh,
con phải tới đây. Tại sao hồi nào tới giờ này không có sợ, bây giờ tới bây giờ có sợ? Thấy quý vị thấy đây cũng là tiếng nói của chánh niệm, nó nói đấy, đây xảy ra từ đầu giải thích thôi, từ tâm nghĩ như vậy rồi cái này bắt đầu vào là có chánh niệm làm việc đây, đó bắt đầu nói đúng. Sợ chính đó là chánh niệm, nó cũng giết nó vì thế này. Tâm niệm là tâm sợ này, một cái tâm sợ rồi thấy đến đấy chánh niệm đà nó cũng giết, làm sao tiếng nói nó tại sao phong chánh niệm nó phong không phong, tiếng của chánh niệm không nói nữa, sẹp mất trên chánh niệm còn không nói. Ủa có gì thấy cái đó còn mất cái này cũng là chánh kiến. Đây mới gọi là giới năng sinh định, định năng sinh huệ, bắt đầu có ánh sáng nó thấy ôi cái này ô tay sao cái kia nhờ như vậy, cái này mất cái kia của mình này, nhưng mà rất là nhanh. Câu hỏi thầy có con mài sắc có ngày mà tím cứ chút chúng xảy ra như vậy mới gọi là gì? Tài sản của bậc thánh nhân một phần tu bắt đầu nó lên như vậy, lên ghê sợ tội lỗi mắc à, đây ghê sợ tội lỗi ghê sợ đó, nhưng không lâu rồi chánh niệm làm việc tiếng nói cho niệm tiên tới thì đấy, thì cái đó là tiến trình của hành thiện. Khi việc quán chiếu ta thường hành vô dị vô thường thế nào vô thường khổ, khi việc quán chiếu ta thường các pháp vô ngã chẳng thường được ta thoát ly phiền não ác tà, đây bắt đầu với thác là thành tình đạo chẳng xa lưu về, bắt đầu nói như vậy, đi nữa vậy một lúc thôi, suy nghĩ là vậy, bây giờ đi nữa rồi nó qua cái cho như vậy. Đây là tiếng nói của chân niệm. Rồi hết rồi, cũng tới giờ tương tay rồi. Nhanh chúng ta không quên rải tâm từ. Trước khi làm sao có tâm từ? Thiền 5 phút này để bổ túc giới định vào vệ mà chúng ta đang làm những việc lành. Việc lành mà chúng ta có tâm từ, mà chúng ta có do thiền quán. Rồi thiền định vì đã tin tưởng Đức Phật rồi, niệm Đức Phật rồi, gặp Đức Phật là Đức Phật trên đầu ta rồi, pháp thân là pháp, tâm là pháp rồi, rồi chúng ta là căn bộ một người đi theo dấu chân của một vị giác ngộ. Vậy công đức chúng ta tạo trở lại cảm thấy giờ thì chúng ta ngồi thiền 5-10 phút. Nghĩa là ngồi thiền 15 phút để tạo công đức, mà hồi hướng công đức tới 9 giờ thêm 15, bây giờ mới 8 giờ rưỡi, vừa với thời gian lý của quý vị. Vậy mày quý vị chuẩn bị ngồi cho thoải mái, đổi hoài nghi cho thoải mái, có tác ý muốn ngồi thiền 15 phút để cúng dường Phật bảo, pháp bảo là tam bảo, và cuối cùng hồi hướng công đức cho ta và cho tất cả chúng sanh. Để mời quý vị.
Các thi nhà khai chân niệm, thi nhà tinh tiếng là trên hết, trước mặt. Ghi nhận, niệm sẽ ra trong lúc bây giờ. Từ niệm thầm cho đến có sự hay biết. Không quên chánh niệm tỉnh thức, khi suy nghĩ bất cứ đối tượng nào tham lam trong lúc này, nó đi nhớ ghi nhận rồi trao đối tượng đầu tiên sự chuyển động của không giới. Đại luôn luôn có mặt, tư đại luôn luôn có mặt, phong đại nói bậc nhất ở trong thân hình. Biết và không biết vẫn hoạt động, như vậy tình thức
chánh niệm, chánh niệm. Chư vị Phật tham Bồ Tát Ma Na 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 Phật Nha Na Mê Tê Na Cha Hân Tu Môn Khăn Pháp Phật Mê La Ya Thi Ya Tha Y Đăng Mê La Yô Tát Tha Ya Thi Vi Na Sơ Pha Văn Ôi chê mi thăm măng Vô sô mê nê 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 Vô nhê nê mê tê nê cha ơn tu mô thăm Vô phăng mê la ya ti ya tha y đăng mê Ca yô ta tha ya ti vi na sơ pha văn Ôi chê mê sang khăn Cô sô mê nê 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 Ôi nhé nê mê tê nê cha hôn tu môn khăn Pháp phăng mê la ya Ya tha y đăng mê Ca yô ta tha ya Thị vi na sơ pha văn Yara thammome yaranganati to Yati thammome piyati nganati to Marana thammome maranganati to Sampe me piyehi Napi nana pavo vinapavo
Kamma sankhomi kamma daya do Kamma yoni kamma pantu kamma padisarno Yang kamang krisami kalyanang wapa pekangwa Tasdaya do pavisami ti Sabbe sankhara nicchati Yada panya yapasati Tanem pindate dukkhe Esamangko visuddhaya Sampe sankhara dukkhati Yada panya yapasati Tanem pindate dukkhe Esamangko visuddhaya Sampe dhamma anantati Yada panya yapasati Tanem pindate dukkhe Esamangko visuddhaya Anicca vata sankhara Uppadavayathammino Uppanchentva niruchanti Te sanggo patamautukho Anicca vata sankhara Uppadavayathammino Upanchentva niruchanti te sangvo patamotukho Anicca vata sankhara Upadavayathammino Upanchentva niruchanti te sangvo patamotukho Yangva Công đến Phật Đà Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau Hoa tư nhân sâu màu Tâm thân từ đại khỏi sao điêu tàn Nhân hoa công đến thăm ma Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau Hoa tư nhân sâu màu Tâm thân từ đại khỏi sao điêu tàn Nhân hoa cũng đến tăng già Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau Hoa tư nhân sâu màu Tâm thân tư đại khỏi sao điêu tàn Thế tôn lời giải thơ tường Năm điều quang tưởng phải thượng xét ra Ta đây phải có sự già Thế nào tránh thoát lúc qua căn tàn Ta đây bệnh tật phải mang Thế nào tránh thoát đắng an mạnh lành Ta đây sự chết ta sẵn dành Thế nào tránh thoát kiếp sanh mạng kỳ ta đây phải chịu phân ly gia vật quy minh ta đi biết mà ta đi với nghiệp của ta dù cho tốt cả sâu tạo ra tự mình Theo ta nhớ bóng theo hình Ta thọt quả bao phân minh kết thành
Khi tuệ quang chiếu ta tường, các hành vốn dĩ vô thường xưa nay, phát ly khổ não đọa đài, là thanh tịnh đạo ai à rải chớ quên. Khi tuệ quang chiếu ta tường, các hành vốn dĩ đau thương khổ nàng, phát ly phiền não chán nhàm, là thanh tịnh đạo niết bàn tìm đâu. Khi tuệ quang chiếu tỏ tường, các pháp vô ngã chẳng thường là ta, phát ly phiền não ác ta, là thanh tịnh đạo chẳng xa lối về. Ca ya no a yang pi ca ve ma ko satanang visuddhiya soka mari devanang samati kamaya dukha lomana sanang Atangamaya Nyaya Satikamaya Nibbana Sasachikiriyaya Yaridam Chataro Satipatthana Katame chataro Kitapi kave piku Kaye kayanuvasi Viharati Atavi sambhachano Satima Vinaya loke apicca domanasa Vedana suvedana nuvasi Viharati atavi samvajano satima Vinaya loke apicca domanasam Chitte chittanuvasi viharati Atavi samvajano satima Vinaya loke apicca domanasam Thammesu dhammanuvasi viharati Atavi samvajano satima Vinaya loke apicca domanasam Aham averohomi abhyavajomi anigomi Sukhiyatana Variharami Mama
Aritu Acariya ca Nyati Mita ca Sabramacarino ca Avera Andu Abhyabhaja Andu Anita Andu Sukhiyatana Variharandu Imasamin Arame Sabe Yogino Avera Andu Abhyabhaja Andu Aniga Andu Sukhiyatana Variharandu Imasamin Arame Sabe Bhikkhu Samane Raja Uvasaka Uvasika Yoja Avera Andu Avyavaja Andu Aniga Andu Sukhiyatana Variharandu Amaka Chatuvachayadayaka Averandu Avyavachandu Arigandu Sukhiyatana Variharandu Amaka Araka Devata Imasamin Vihare Imasamin Navase Imasamin Arame Araka Devata Avera Andu Avyabhaja Andu Aniga Andu Sukhiyatana Variharandu Sabbe Satta Sabbe Vana Sabbe Bhuta Sabbe Bhogala Sabbe Atthabhava Variyavana Sabba Ittiyo Sabbe Purisa Sabbe Ariya Sabbe Anariya Sabbe Deva Sabbe Manusa Sabbe Vinivadika Avera Andu Avyavaja Andu Aniga Andu Sukhiyatana Variharandu Dukkha Mucchantu Yatalata
Sambhatito Ma Vira Chandu Kama Saka Purati Maya Disaya Pashimaya Disaya Uttaraya Disaya Dakshinaya Disaya Purati Maya Anurisaya Pachimaya Anurisaya Uttaraya Anurisaya Dakshinaya Anurisaya Eti Maya Risaya Upari Maya Risaya Sabe Sata Sabe Vana Sabe Buddha Sabe Bungala Sabe Atavava Variyava Sabha Itiyo Sabe Purisa Sabe Ariya Sabe Anariya Sabe Deva Sabe Manusa Sabe Vinivadika Ave Rahandu Adhyavacha Andu Aniga Andu Sukhiyatana Variharandu Dukha Muchandu Yathalata Sambhatito Mavira Chandu Kamasaka Utang Yavavavagacha Ato Yavavichito Samanda Chakavalesu Yesata Vata Vichara Abhyavacha Niveracha Nidukacha Nubanava Utang Yavavavagacha Ato yava vichito Samanda chakavalesu Yesata urakechara Abhyavacha niveracha Nidukha Chanuvanava Uttang Yavavavagacha Ato Yavavichito Samanda Chakavalesu Yesata Akasechara Abhyavacha Niveracha Nidukha Chanuvadava
Imaya Amanutama Vati Vatiya Bhutam Bhujemi Imaya Amanutama Vati Vatiya Tamam Bhujemi Imaya Tamanu Tamma Vati Vatiya Sangham Bhujemi Imaya Tamanu Tamma Vati Vatiya Mata Pitaro Imaya Tamanu Tamma Vati Vatiya Acharye Bhujemi Atta Imaya Vatipadaya Charamaranam Parimuchisami Idame Punyam Asavakayavam Otu Idame Silam Mega palanya nasa pacayo tu imangno punya bagang sabasatana dema sabesata sukita. Sadhu, sadhu, chư thiên ở trên ở không địa cầu thương ở rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng xin oan nghĩ phước điều chúng tôi ô kỳ phật giáo tăng hồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyên thuộc tranh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng tôi vui tu đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh do sự phước báo mà chúng tôi đã trong sạch làm đây hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngục ngầm nơi tâm trong ngày vì ta. Thank you.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đồng tri ân Ngài đã ban cho chúng con bài pháp hội tối hôm nay. Chúng con tất cả đều sẽ cố gắng tu tập trong cái khóa thiền vào những ngày còn lại để mà có thể cúng dường đến Tam Bảo trong cái ngày lễ tam hợp cũng như cúng dường đến Ngài. Và bây giờ tiếp theo chương trình là chúng ta đi tinh hành, có những nơi là nghỉ ngơi, và tiếp theo thì nhờ sư cô Thiên Tuệ sẽ giúp thông dịch qua tiếng Anh. Nếu quý Phật tử có muốn nghe thì có thể ngồi lại để nghe. Now is the translation by Sayale Amara Meta. Sayale, nhờ cô chi dẫn microphone dùng sư cô. Hello, can everyone hear? Yeah, we can hear you. Okay, thank you, Sayuri. Today is June 2nd, 2020. I will start translating the Dhamma talk from Sayuri. At the beginning of the talk, Sayuri shares his wish that during this coronavirus pandemic, we all have to stay home and practicing this retreat to offer to the Triple Gem. He sincerely wished that everybody's good health and be able to practice well. And he also sent his metta, loving kindness and well wishes to one of the yogi in Vietnam. I'm sorry, I didn't catch the name, that is quite sick right now. And the yogis in Vietnam, wishing the yogi well and hopefully will get well soon. So today, Sayuri is answered three questions. The first question, a yogi explained her or his experience. After, during meditations, after about 10 minutes, the yogi feel this kind of itchy or tingling lightly on the top of the yogi head. While paying attention to that tingling and lightliness, the yogi also trying to pay attention to the risings and falling of the abdomen area. And just like that, after a while, the attentions, the yogi pay more attention to the risings falling and try kind of not really pay attention to the Vedana, the feelings of itchiness on the top of the head. And the yogis asked Sayuri if it was the right thing to do. Sayuri's answer was, for the yogi, when paying attention to the risings and falling of the abdomen and noticing the movements or the risings falling of such abdomen, that is the characteristic of the wind element within the body. And that is the body vipassana, which is the mindfulness of the body. So for the mind, that knowing the risings and then falling, that is mindfulness mind. And for the yogi, be able to not only knowing, but also labeling and be able to observe the risings, falling very carefully. That is the work of sati, mindfulness. So for that, when the yogi know risings, falling, Sayuri use the word is the voice of mindfulness, that letting the mind know this is the mind is observing the risings, falling of the abdomen. For there's when the yogi experiencing little itchy or tingling on the top of the head, that is two things that Sayuri mentioned, Vedana, feelings, and Sanya, perceptions. So for it is normal to have all these kind of sensations on our body. And that is a natural characteristic of this body, having this feelings, Vedana. But for the yogi to be able to distinguish, this is tingling like little ants crawling, or itchiness like little ants crawling, that is Vedana. Sanya, sorry, a perception. So the work of the mind is only knowing the object. So that is one aggregate. The mind is knowing the object. The other aggregate that making the five aggregate of these human beings is Vedana, which is feeling, be able to feel the feelings within this body, and Sanya, the perception, knowing the mind, knowing the object and perception, discerning what kind of things, giving its names and labeling. So so for the yogi to be able to
feel these little tingling itchiness, like the ants crawling. These are feelings and perceptions coming to place, and the mind, the sati, mindfulness, knowing that. The main thing is that the yogi was be able to stay in the present moment, even though all these vedana feelings that's going on the top of the head, the yogi was still able to pay attention to the risings and falling of the abdomen. And Sayuri said this is the important thing. What is important is the yogi be able to direct the mind and stay mindful with the main object, which is the risings and falling of the abdomen. Whatever feelings, vedana happen on the body, just notice it. For example, itchiness or tingling, label itchiness or tingling, and then go back to the risings and the falling of the abdomen. That way the mind can stay in the present moment. That was the first question. The second question Yogi asked about forgiveness meditations. The question was, when yogi practicing forgiveness meditation, the yogi feel like the mind go back into the past and have some kind of uneasy feelings. Even though the yogi feel like the yogi was not upset or sad or angry anymore, however, the yogi feel like the yogi could not let go completely of the unpleasant feeling towards a certain person that caused such suffering towards the yogi. So the yogi was just asking Sayuroji what should be done, and explain a little bit more about, give him a little bit more instruction about this. So in order to answer this question, Sayuroji gave two stories. The first story is a Jataka story about Devadatta and the Bodhisattva before he become the Buddha. So Sayuriji mentioned that it's very normal to have some kind of misunderstandings or some kind of unpleasantness between one person to another. Because even the Buddha, when he became the Buddha already, he still had people that have unpleasant feeling towards him and kind of causing him some kind of trouble, such as his disciple Devadatta. And the story began with this. Sayuriji began with the story for Jataka story. Back in the day when the Bodhisattva was still trying to work towards enlightenment, he was a treasure merchant along with Devadatta. So one time Devadatta came into this village, and at this village there's this little child is crying and wanted some things from this merchant. And then because his household, the child household, was very poor, there's nothing much to exchange for it. The grandmother found a little golden tray and wanted to exchange with the merchant for some kind of bracelet or some kind of toy for the child to stop crying. However, the grandmother did not know the value of the golden tray because it was rusty and dirty. This treasure merchant knew right away it was a very precious treasure. This is made out of gold, but he did not have a good mind. So he was trying to produce the price of the golden tray by saying that this tray of yours was worth nothing. And even, you know, with such tray, you cannot even exchange anything from my side, not even a bracelet for your child. And saying that, the Devadatta, the merchant, the first merchant, went away thinking that he will come back and trying to get more from what he could. So after Devadatta, the first merchant, left, the Bodhisattva came to the same village. And again, the story happened, the same thing. The grandmother wanted to trade the golden tray to the Bodhisattva so that she can get some kind of toy or something for the child to play to stop crying. Seeing the golden tray, the Bodhisattva knew right away it was a very valuable thing, and this is a golden treasure. And he was very honest and he was very upfront with the grandmother. He was saying that this tray of yours was very valuable and is very precious. Everything that I have here, there's nothing could be compared to this. So I cannot trade with you. And the grandmother didn't care. The grandmother just wanted to make the child happy and
make it stop crying. So she was agree, like, I don't care. Just give me whatever you have. I just want to make my child, my grandchild happy and stop crying. So Bodhisattva traded everything he had for the golden tray and then left. So after a while, Devadatta, the first merchants, came back to see the grandmother was trying to take the tray. And when he came back, the grandmother said that, oh, I already traded the golden tray to another merchant, a treasure merchant, and he left already. So I don't have nothing else. Devadatta become very, very angry and upset because he just lost a very valuable treasure. It was a golden tray. So he asked the grandmother what direction the Bodhisattva went, and he ran after him. And while running after him, he was just trying to negotiate and trying to find a way to take back the golden tray from the Bodhisattva. But by the time that he get to the river bank, the Bodhisattva already sail along the river, and you know, so Bodhisattva was yelling like, "Oh, come back! I want to trade with you. I want to get the golden tray back. It belongs to me." So on and so forth, and the Bodhisattva refused to come back. And he was just like, no, you know, I'm not coming back. I'm already on my way. Bye. That's it. That was it. So the story was just like that. But because of that, Devadatta holds such a huge grudge against the Bodhisattva. And from that moment on, throughout entire samsara, until the Bodhisattva became the Buddha, Devadatta still have this grudge and this hatred towards the Buddha, and so many times trying to harm the Buddhas in many, many ways. And even before that, was trying to harm the Bodhisattva in many, many lifetimes throughout samsara. So that was the Jataka story, that beginning why Devadatta have such hold such a grudge towards the Buddha. And then Sayurochi continued with the present story, the story where at the present time, when the Bodhisattva become Gautama Buddha, and Devadatta was his cousin and also became his brothers-in-law. So after Devadatta joined the Sangha and practiced meditation, more specifically is concentration meditation, he achieved psychic powers. He was able to fly on the airs and do some other psychic things, psychic power things. And then the Buddha would tell Ananda, his attendant, to say that, oh, tell the Sangha that Devadatta achieved psychic powers, and he would be able to fly through the airs and transform into certain things. So because of that, Devadatta gains more fame and more offerings from other people around that area. And the more offering and the more worship that he received, the more conceited Devadatta became. And slowly, it's really corrupted his mind. So when the Buddha became old, Devadatta wanted to replace the Buddha. So one time in front of the Sangha, Devadatta came and asked the Buddha to transfer the right to control or to guide the Sangha to him. And the Buddha refused. And the Buddha said that even, you know, his two chief disciples, Moggallana and Sariputta, was there. He would not give the Sangha to them to guide, let alone Devadatta. You were not suitable. And because of that, the Buddha refused to transfer the Sangha guidance to Devadatta. He again hold a very, very huge grudge against the Buddha. And starting from that moment on, he was trying so many schemes to harm the Buddha and the Sangha in many ways. And the first thing he was trying to do was, like, he was trying to split the Sangha, and he succeeded. And then he also asked the Buddha five things that the Sangha have to follow. The first thing he asked the Buddha was, all the monks have to live in the forest. The monks are not allowed to live in the villages or in the city. All the monks have to live in the village, in the forest.
And then the second thing is, while living in the forest, the monks only can live under the tree. They cannot seek shelter anywhere else except for under the tree. The third things that he asked the Buddha was, the monks can only seek out ropes from ways or chash. They cannot receive rope offerings from the devotees. The fourth thing that the Devadatta asked the Buddha was, the monk can only go for alms round, meaning that they can only beg for food. They cannot accept food offerings or medicines or any kind of the requisite from the devotees. And lastly, the monks can only be vegetarian. They're not allowed to have flesh or fish and so on. They can only be vegetarian. And the Buddhas also refuse these five things. The Buddha said that the monks are allowed to do whatever the monks see that's suitable, meaning that if the monks only want to stay in the forest, they could. And if they want to stay under the tree as a dutanga, which is a ascetic, they could. However, if there are offering from devotee for monastic, like a temple or monastery to stay, they can accept the offering and live at the villages or at the monastery. And again, if the monks want to wear robes from the waist, collecting from waste, the monk could. However, if the devotee offering regular good robes to the monk are allowed to accept that. And so on and so forth. Same thing with food. The monks can only go for alms round, or if they are offer food by the devotee, the monks are allowed to accept them. And if the monks want to be vegetarian, that's a personal choice. If there's devotee offer food, then the monk can accept, but then that would be the three rules that in terms of eating meat. So all the five things that Devadatta asked the Buddha to make the Sangha do, the Buddha say that it's up to the monks, and he also refused to accept them. So because of that, Devadatta again trying to destroy the Buddha. So he then went to the young prince of the Raja kingdom, bring Ajatasattu, so a young prince, the son of King Bimbisara. So in order to gain powers and in order to have a good devotee, Devadatta used his psychic power to impress the young prince. And the prince, because he was young and ignorant, he was very impressed by the psychic power of Devadatta, and he followed him as a very devoted devotee. And with his help, Devadatta was able to break the Sangha. And then after that, Devadatta even tell the young prince to kill his father, King Bimbisara, so that the young prince would become a king of that kingdom. And at first, the prince trying to kill his father during court times, so, you know, bringing to the source and want to kill his father. And then because King Bimbisara at that time, he was already a Sotapanna, a noble disciple of the Buddha. So he was happily to give his throne to the young prince and saying that when you get a little bit older, I will give the throne to you. Just wait for a little bit. Now you're too young. I'm happy to give the throne to you, but just have to wait. But then after waiting for a while, Devadatta keep telling the prince to see the throne. And impatiently, the young prince finally made the king give him the throne and then imprisoned the king. So King Bimbisara was in prison. And because he was a Sotapanna, he had faith in the Buddha. And at the same time, during his time in prison, he was be able to see from the window, he was be able to see the peak of Chihagutta, where the Buddha was residing, was staying. So because of that, his faith was developed, and then he was be able to do walking meditation inside the prison cells. So he was very happy. Joys and happiness arrived, and because of that, he did not die. Even though the prince was
not allow anybody to come see the king except for the queen, and it was very harsh condition. However, after a while, the king did not die. After finding out why the king still be able to stay alive happily, the prince order order a person to cut up the king's leg so that he would not be able to stand, and so that the king was not be able to do any walking meditation. And because of that, the king Bimbisara died. And at that time, king at that time, Ajatasattu ordered to cut off the king's leg, his wife gave birth to a son. And the moment the young king Ajatasattu becomes a father, he felt this fatherly love towards his son. And he thought about his father, King Bimbisara. And he came and asked his mother, queen, did the king love me the way I love my son now? And so on and so forth. And then the mother queen told him story that, you know, really touched his heart. And then right away, he wanted to release the king and bring him back. However, it was too late at that time because of the injury by cutting the legs. King Bimbisara already passed away. And because of that, King Ajatasattu became extremely guilty, and he became very depressed and uneasy for killing his own father. And after a while, he did not know how to get out of this sorrow. And one of his good subject, also his stepbrother, tell him to come see the Buddha to seek help. And he finally came to see the Buddha to seek help. However, when he came to see the Buddha, the monastery was so quiet and was so calm. The environment was so tranquil. He became very scared. The king became scared because he thought that people were trying to trick him and come here to kill him. But finally, when he came and he saw the Buddha, he asked many questions in order to ease his heart. And the Buddha explained the Dharma to him. Upon hearing the Dharma, King Ajatasattu became more pleasant. And then his guilt kind of subsides and he became better, healthier. However, because he have to return to his court, so he have to leave the monastery. After the king left, the Buddha told the Sangha that because King Ajatasattu killed his father, therefore that was such a bad karma, he was not be able to attend Sotapanna, the first stream winner. If he did not kill his father, he would have become a Sotapanna. But because he killed his father, that was such a bad, unwholesome karma, it blocked him from become a stream winner, Sotapanna. So that was the end of the story when Sayurochi tell about the story of Devadatta and the Buddha. So he was saying that for the Buddha, Gautama, to become the fully enlightened Buddha, he was able to foresee and acknowledge by 28 previous Buddha that he would become the Gautama Buddha. And throughout his training, throughout the entire time from the Bodhisattva all the way to become a Buddha, the Bodhisattva had to practice a lot of letting go and forgetfulness, of loving kindness, of metta. And because of that, metta, loving kindness, is one of the practice and one of the teachings of the Buddha. And now Sayurji go back to answer the questions of the yogi. So when the yogi practicing forgiveness metta meditation, it is under the umbrella of metta meditation. And metta meditation is a concentration practice, a samadhi practice. So for samadhi practice, it need is object. So in order for you to send metta to another, to send metta or to practice metta meditation, you need to have an object of the concentration, objects of the metta.
and it's very is understandable why the yogi was, even though the yogi feel like there's no anger or no sadness, unpleasantness, but it was very hard to let go the entire story or forget of the entire story of what happened, because the yogi is still practicing, first of all, and the yogi is not anagami, which is the non-returner. So therefore, hatred is still there. The root, hatred root, is still there because of the concentration practice, which is metta, a loving kindness meditation. It's just like you covering up the you metta to suppress all this hatred, so you metta to suppress anger. But the root of anger and the root of hatred is still there. You have not uplifted the root yet. And in order for you to uplift the root, to cut up all these root of hatred, only one kind of meditation, which is Vipassana meditation or insight meditation. So Saruji went on to explain a little bit of insight meditation. So when Saruji say, describe insight meditations like going into surgery. So going into surgery, it is when you sick, then let's say you have cancer and you have a tumor and you have to have surgery and you have to go into surgery to cut up a tumor. So it's very painful to be sick to begin with. And it's even more painful to have a surgery, to have a knife to dissect your body and cut up a tumor. It is painful. However, that is the only way to actually cut off the root of this cancer, the sickness, so remove this tumor, which is just comparing like remove hatred in the heart of the yogi. So for and then even doing so, there's not 100% success. Sometimes is the chance of success is only 50%. So the patient have to sign the paper saying that I agree if something happened, I might die, or so on and so forth. But Sayuki say that no one's ever dies from practicing meditation. So don't worry about that. So basically, he was saying that it was normal to have unpleasant feeling or quarrel with other people. It's good to practice metta meditations. However, metta is not, it cannot uplift the hatred root, and it's only Vipassana inside meditation. So he said for yogi, if yogi wants, that yogi can practice metta meditations or forgiveness meditation, which is a concentration samadhi meditation, for a couple of minutes before yogi start practicing Vipassana or insight meditation, because only insight meditation can bring about wisdom that can uproot the hatred. And the last question number three, the yogi asked about fear. So the question was, why doing walking meditation, the yogi experienced fear twice? The first time, while walking meditation, when the mind stay on the movements of walking, all of a sudden there was this fear that coming to the yogi when they feel like there's my watching, and after a while this watching my just disappear while doing walking meditation. So that was the first time the fear came. And the second time the fear came was at the end of the road. There was an intention to turn, and then yogi felt a little bit itchy on the face, and the yogi saw there's a mind knowing the intention, there's a mind knowing the itchiness on the face. All of a sudden there were so many minds happening at that time. So the yogi got scared and thinking, what is going on? Why are there so many minds happening at the moment? Are they happening one after another, or they are piling up from one on top of another? So the yogi explained that the yogi has been practicing this Vipassana meditation for a long time now. However, this was the first time that yogi started to feel or actually experience this fear.
So could Sayurji help explain or instruct for the yogi? Did it disappear? So the answer Sayurji gave was, for the mind, knowing that there was a watching mind, watching the walking meditation, there was a mind seeing there's another mind, or seeing there's an itch, or seeing the intentions of turning, that is the voice of sati. So sati's mindfulness is the properties of the mind. It's a mental factor. It's always come together with the mind. The mind, its only job is recognize, knowing the object. Sati is remembering, is a mental factor that come together with the mind, remembering. So when these mental factors is present, when this property of the mind is present together with the mind, directly directing at the object, then the mind see, sati see that this mindfulness knowing, oh, this is the walking, this is itching, this is intentions, and so that. So when the object disappear, the objects of observation disappear, this observating mind also disappear along with the objects, and sati also disappearing, because sati is together with the mind. Mindfulness is a property of the mind. So when the mind disappears, sati, mindfulness also disappear. So because of that, yogi was able to experience that for the first time and didn't know what it was. Therefore, there was fear that coming in. The fear that seeing that this sati mindfulness disappearing due to the disappearance of the object. Because all these kind of, when the yogi observing these within the body, all these are conditional thing. And conditional thing, it's always comings and going, arising and disappearing. So when this conditional thing was rupa, a mental form, matter that disappearing, the mind observing it also disappears. So for sati, mindfulness also disappear. So because of that, yogi experienced that. So therefore, there was a fear that came, because it was the first time yogi experienced that. So Sayurji say that for yogi to be able to experience that, there was a knowledge of vipassana. This is one kind of vipassana knowledge. And in order for this knowledge or this insight to arise, is because one, the yogi been observing sila. Second, there was concentrations or momentary concentrations. And then for this knowledge to arise is because sila is there, concentrations there. Therefore, this insight came about. So Sayurji say, what the yogi should do is just continue to practice and to see the working of this mind of the sati, and see how the more experience, what kind of more out after this fear, what kind of experience the yogi can be able to experience. So that was it for the Dhamma talk. After that, then there was a little meditations, group meditation together with Sayurji. And again, just like many others times during the meditations, Sayurji would just remind yogi to be mindful wholeheartedly, ardently, and paying attention to the abdomen of the risings, falling, in order to discern the characteristic of the wind element, which is expanding, vibrating, and a movement. And if during meditation there's thoughts arise, notice thoughts right away, label it thought or thinking, and then again go back to the risings and falling of the abdomen. That's all I have for today's translation. Thank you.